Recording in progress. Thì Đức Phật mới hỏi là hoàng hậu thích gì? Bệ hạ cho hoàng hậu chỉ thích đẹp thôi, thích đẹp, thích thơ văn ca, ngâm thơ vịnh. Cái thì là thì cái cảnh đẹp của Trúc Lâm kỳ tịnh xá này nào, là bệ hạ hãy cho người thi họa, thi thơ ca vẽ để đó, rồi ngâm hát, hát về hát hát giống như mình mà sao đẹp dữ vậy. Thì chúng ta thấy hoàng hậu mới nói trời đẹp như ở cõi trời đâu suốt diễn tả. Chúng ta thấy không? À, thì bà mới nói phải vô coi, phải vô ngắm, phải vô chiêm bái mà nhìn cái cảnh đẹp này mới được. Thì bà vô, thì vô thì gặp Đức Phật. Gặp Đức Phật rồi ngài mới hiện thần thông một cô gái đẹp mà trẻ đang đứng quạt và hiện già chết. Rồi bắt đầu ngay đó hoàng hậu chứng thánh A-la-hán với cái sự vô thường của cái sắc đẹp. Thì như vậy là để nói rằng là thời của Đức Phật bây giờ chùa mình không có cái nào mà bằng nó. Nên là đẹp mà xa vua cúng mà. Nhưng mà khi mà vua trở thành vị thánh Tu Đà Hoàng rồi thì cúng những ngôi chùa đó thì chúng ta biết là. Thì trở lại bài kệ này, bà khi bà 16 tuổi bà được lập gia thất và bà đã là thánh Tu Đà Hoàng rồi. Bà có con cháu đông, trong như trong sử liệu ghi lại là bà có 20 người con, 10 trai 10 gái. Và đứa con trai đầu lòng của bà là đứa con trai. Và có người con là cháu, thì đứa cháu nội của bà là cái cô đó là phụ cũng như là phụ tá trợ lý cho bà những cái buổi cúng trai tăng, cổ sắp xếp và mọi thứ chu toàn lắm. Nhưng chẳng may cô không có sống thật trẻ. Thì khi mất vậy bà buồn lắm. Dù là bậc thánh rồi nhưng mà cũng rất là buồn, nhưng mà không phải buồn giống như phàm nhân mà đau khổ khóc. Bà cảm thấy là không vui và nhớ đứa con, đứa cháu nội của bà. Thì bây giờ bà vô bà bạch Đức Thế Tôn, con buồn lắm, con sầu mà con nhớ đứa cháu con lắm. Thì Đức Phật mới nói bài kệ này. Đây bài kệ đây. Bài kệ 213. Chúng ta đọc mà. Trong tài liệu thì sư cô đã soạn ngữ vựng rồi đó, các bạn đọc thêm ha. Đây sư cô sẽ phân tích thôi. Pemato, pemato có nghĩa là từ cái sự luyến ái. Chà gia tí là sợ hãi, sanh khởi. Sô cô là sầu, sầu u. Luyến ái sanh ra, chà gia tí là sanh ra sầu u. Luyến ái sanh ra sầu ô. Bemato chà gia tí pha dằn. Luyến ái. Bemato là từ cái luyến ái, do cái luyến ái nguyên nhân, bởi vì từ xuất phát từ cái luyến ái. Mà chà gia tí là sanh. Sanh khởi là sanh ra sợ hãi. Pha dằn là sợ hãi. Bemato vipamuttassa. Vipamuttassa thì chữ này nó được hình thành chữ vi. Chúng ta nhớ vi là tiền tố, đúng không? Là không. Pamuttassa là ai giải thoát khỏi cái liếng, khỏi ra khỏi cái liếng ái. Nati thì không. Sorrow, soko là không còn, thì dễ ấy là không có sầu. Kuto payang thì làm gì? Kuto là câu hỏi, làm gì? Thì làm gì có sợ hãi. Cái nghĩa chữ Hán là nhân tùng. Mấy bạn thích thì ghi vô. Bạn mà chưa có chữ Hán thì ghi vô ha. Nhân tùng ái dục sanh u. Nhân là cái nguyên nhân á. Do bởi. Nhân tùng ái dục sanh u. Tùng u sanh ố. Ố là sợ hãi. Nhược ly ái dục. Hà u hà ố. Nếu bảo là không còn ai thì nghĩa đi nha, nếu mà đã không còn ái tham luyến ái thì lấy gì để lo, lấy gì để sợ, cái gì để lo, cái gì để sợ. Mà
khi Đức Phật thì trước khi Đức Phật bà đọc bài kệ này thì Đức Phật mới hỏi bà Visakha này, Visakha ở trong thành Savatthi này nè thì có bao nhiêu triệu người, thì bà nói là có 70 triệu người. 70 triệu người lớn thành giống như là người dân, thì là mỗi, nếu mà 70 triệu người nó đều là những người quyến thuộc mà con thương yêu, là quyến ái ái liếng như vậy, thì mỗi một ngày vậy là bao nhiêu người chết, bà nói hàng trăm người. Thì vậy là nếu là con sầu khổ cả ngày lẫn đêm, thì do ví dụ như là chúng ta vẫn thấy nếu mà mình là tất cả do cái khổ đau, cái do ái luyến, do cái sự thương yêu của mình mà người đó sự vô, cái gốc á là do mình, cái vô thường thì lúc nào cũng có. Một ngày biết bao nhiêu người chết trong bệnh viện, trong nhà xác, và hàng xóm chúng ta cũng thấy người chết rất là nhiều, nhưng mà mình đâu có khổ nhiều, mình thấy cũng thương thương, cũng tội tội, nhưng mà người đó mà là người thân, con cháu, anh chị em, cha mẹ, bạn bè thân thiết mà mình có cái sự liếng ái thì lại mình lại đau khổ, đúng không? Mình đau khổ. Thì như vậy là cái gốc từ sự đau khổ là sự liếng ái. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa là sao? Là do cái sự vô thường. Vô thường thì đến với tất cả mọi người, nhưng mà người, ví dụ mình nghe người hàng xóm mất đi, mình cũng thấy thương thương, nhưng mình đâu có khổ sầu, đúng không? Vì mình có liếng ái. Ví dụ cái người trong gia đình nữa, cái người mà ví dụ như là hai chồng đi, người nào luyến ái nhiều người đó khổ. Ví dụ người vợ mà luyến ái nhiều á, thương người chồng nhiều thì người vợ khổ nhiều. Và người chồng mà luyến ái nhiều thì sự lo lắng, khổ, sầu muộn nó nhiều hơn, đúng không? Giả dụ mà hết thương nhau rồi thì là nghe tin ông chồng mất cũng hết thương, cũng đâu có khổ gì. Mà còn đang thương, đang còn á là trong sự luyến ái thì nó thương, nó khổ, mất đột bất ra đi thì vì cái sự dính mắc, sự cái luyến ái. Mà nếu luyến ái do sầu muộn là luyến ái sợ hãi, sợ sao, sợ sanh ly tử biệt, sợ mất đi, sợ sự vô thường biến thay đổi. Nếu ai thoát khỏi, ai đã giải thoát luyến ái luyến thì không sầu, đâu sợ hãi. Đâu sợ hãi là lấy gì mà sợ hãi, làm gì sợ hãi, thì chấm dứt sầu, chấm dứt sợ hãi. Thì trở lại là khi mà nói như vậy thì bà sực tỉnh và bà bớt đi đau khổ, bà hết đau khổ, nhẹ đi. Thì ở đây trong nhà, trong Bali chúng ta để ý là chữ metta là ta, là ta, từ ha. Metta là từ, cái tâm từ đó, tâm từ cũng là một tâm tình thương, đúng không? Rồi cái chữ thứ hai là pema là luyến ái, và cái chữ tăng hà là ham ái hoặc là khát ái. Bây giờ Vân An cho cả lớp mình được biết ba chữ này khác nhau như thế nào, con nói một cách tóm tắt theo con hiểu. Dạ mô Phật, con bạch sư là ba cái chữ này nó khác nhau như là metta là tâm từ, mình mong cho người khác được sống trong những cái nhân lành quả lành, và có nghĩa là mình thương nhưng mà có trí tuệ trong đó. Còn cái luyến ái bema, luyến ái là mình thương và có một cái sự dính mắc trong đó, ví dụ như là người mẹ thương đối với đứa con của mình. Còn tăng hà là tham ái, là cái dạng mà mình thương và dính mắc và mình muốn là mình sở hữu cái người đó, ví dụ như một người nam thương người nữ mà muốn cưới cái người đó về, là do cái tăng hà này, là do cái tham ái. Dạ con xin hết. Rồi
Nếu mình có ai xung phong trả lời là bổ sung hoặc là có ý khác không? Nếu mình có ai xung phong giơ tay. Có bạn nào không? Cô Diệu Quý, theo cô trả lời ngắn gọn, cô hiểu làm sao? Cô có Dạ đồng ý với quan điểm của Vân An không? dạ môn Phật, con đồng ý quan điểm Vân An, nhưng mà con thấy thêm một điểm bác sư là cái tham ái tăng hà là nó có cả cái bê ma luôn ạ. Trong trong cái tham ái con thấy nó có luyến ái luôn trong đó ạ. Dạ con xin hết ạ. Thì câu trả lời là đúng nhưng chưa đủ. Tức là trong tâm từ là dành cho ai? Trong cái tình thương mà tâm từ á, mình nói đủ là từ bi ha. Tình thương trong tâm từ là muốn cho người đó được an vui, luôn luôn có hạnh phúc an vui. Và tình thương này cái mấu chốt là nhà các thánh tăng thương chúng sanh, nhất là Bồ Tát, thương trên tinh thần vô ngã, không có dính mắc vô ngã, mà vô ngã thì vị tha, nên là không có muốn sở hữu, cũng không có muốn luyến ái, nên cái tình thương này á, thương chúng sanh, nhưng mà thương là không có vô ngã. Ví dụ như vậy nè, cho cái ví dụ này là chúng ta hiểu nè. Ví dụ như nếu chúng ta thương mà chúng ta có trên tinh thần vô ngã một chút, mặc dù là mình không bằng Bồ Tát hoặc Đức Phật, không bằng bậc Phật Bồ Tát hay là các bậc thánh A La Hán, người ta thương nhưng mà người ta thương với tâm từ, là không có muốn sở hữu, cũng không muốn. Ví dụ như là một cô giáo, ví dụ như một cô giáo dạy một học trò, dạy một lớp gì đó, là cô giáo luôn luôn có tâm, luôn luôn muốn học trò mình giỏi, muốn học trò mình học bài, nhưng mà trong đó một số họ học và một số chơi, không có chịu học bài, không chịu ôn bài, là không có ngoan, thì nếu cô giáo không có tâm xả trong, cô giáo sẽ rất là giận, đúng không? Mình đã dạy hết sức, mình đã có một cái nhiệt tình nhiệt tâm đã, nhưng mà nó học nó không chịu cố gắng, thì như vậy sẽ có cái sự sân trong đó. Thì như vậy chúng ta thấy tình thương nhưng mà có một cái chút gì chấp trong cái tôi trong đó đó. Tình thương của tâm từ là dành cho phần lớn là trên tinh thần vô ngã ha, thương nhưng mà buồn, vậy nó không có xấu, mình không có nói chữ xấu, nhưng mà nó làm cho mình đau khổ là vì sao mình thương, như người mẹ thương con là phần lớn là luyến ái, người cha thương con là luyến ái, anh chị em thương con là luyến ái. Nhưng vậy nó khác với chữ tăng ha là sao? Tức là trên cái chữ bê ma là thương nhưng có ngã trong đó, có cái tôi và của tôi và sở hữu của tôi, nhà tôi, con nhà chồng tôi, vợ tôi, con trai tôi, con gái tôi, dòng họ tôi, anh chị em tôi, bạn bè tôi, đó là cái tôi, nhưng mà không phải là xấu, cái này là tốt, nhưng mà nó làm cho mình đau khổ khi mình mất hoặc mình xa mình nhớ, thì tình thương đó là gọi là luyến ái. Rồi cái tình tăng ha, nó cũng có thương luyến ái, nó cũng có, nhưng mà nó mang tính sở hữu, và cái tình thương tăng ha đó, cái lòng thương mến nó nặng về cái sự chiếm hữu và giữ bảo thủ, và nó không bao giờ thỏa mãn, nhớ vậy, muốn rồi là muốn nữa, nó không có dừng. Nên cái tăng ha là cái tệ nhất, ái rồi chưa đủ mà thủ, nó đi đến hủ luôn, rồi nó lại muốn nữa, và cái tình này nên có nói là khác ái, tham ái, khác ái, nó không, nó giống như
cái túi mà không có lo đáy vậy đó. Cái lòng muốn thì muốn là nó muốn tiền tài hay là muốn trên cái tình trai gái đó. Nếu giả dụ không có cái giới thứ ba nha, không có giới thứ ba thì là thôi xả vàng luôn. Nếu không tin nhân quả, không học Phật Pháp mà không có giới thứ ba thì thôi chắc một ông chắc mấy bà luôn, đúng không? Nên là nó nặng về chữ tăng ha. Vì sợ tội lỗi, vì sợ mất hạnh phúc, vì biết nhân quả nên là người ta chỉ chung thủy, nên là người ta hiểu hết. Nên là ba cái chữ này cũng là tình thương nhưng nó ba cấp bậc và ba nó có sự khác nhau. Rồi chúng ta đi tiếp ha. Tiếp theo. Các bạn coi chữ này thì ứng dụng nha. Các bạn phải viết được cái chữ ý nghĩa ứng dụng của cái bài này cho một cái quan điểm. Mình phải tu như thế nào? Nguyên Đức Phật nói gì? Ái ở đâu thì khổ ở đó, ái nhiều khổ nhiều, ái ít khổ ít, mà hết ái thì hết khổ. Và cái ái này á, nói chung, ái luyến này, thì nói chung là nó là nguyên nhân đưa đến sanh tử và khổ đau đó. Trong thập nhị nhân duyên thì chúng ta thấy là ái vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, duyên sắc duyên lục nhập duyên, nó vân vân, nó cũng là nằm trong một những cái yếu tố đưa chúng ta đến sầu bi, sợ hãi và sanh tử luân hồi khổ đau. Bây giờ phải tu làm sao để an vui. Tiếp theo bài tập này cũng là một trong bài tập chúng ta mở trang số mấy vậy? Bài tập này trang số mấy ha? Vân An coi trang số mấy cái bài niệm hồng danh đó. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thì cái này chị không phân tích gì hết mà chúng ta chỉ đọc và dịch nghĩa coi chúng ta hiểu ha. Đảnh lễ, kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán hay là bậc ứng cúng, bậc chánh đẳng giác ha. Rồi đây là Buddhang saranam gacchami. Xin lập chân. Thì ở đây là chúng ta thấy là Buddhang Thammang Sanggang Bố Phật Việt Nam 32. Vậy cho chúng ta dễ hình dung nha. Thì ở đây là cái bài mà chúng ta khi quy y á, thì chúng ta nên đọc. Sư cô đọc trước và dịch nghĩa ha. Buddhang là Đức Phật, Saranang là nương tựa, Gacchami là con, Ami nè, chúng ta thấy không? Ở đây chủ ngữ được tỉnh lược nhưng chúng ta nhìn vào động từ Ami là chúng ta biết được là chủ từ là gì? Chủ từ là gì Vân An? Dạ là tôi ạ. Con là sư, chủ từ là Á Hằng ạ. Á Hằng. Thì như vậy mình ở Bali nó chặt chẽ ngữ pháp. Động từ mình nhìn vào Ami là mình biết là chủ từ là Á Hằng được tỉnh lược. Mình muốn nhấn mạnh vào khi tỉnh lược chủ từ tức là mình muốn nhấn mạnh vào túc từ con trở về đi đến nương tựa Đức Phật, mà mình dịch là con xin quy y Phật, con trở về quy y Phật, con đi đến nương tựa Đức Phật. Thammang saranam gacchami là thì nay mình hiểu là Á Hằng đây ha, phải ghi cho các bạn mình nhớ luôn đó. Là được hiểu ngầm. Thammang saranam gacchami, con đi đến, gacchami là con đi đến nương tựa giáo pháp bảo. Sanggam saranam gacchami, con đi đến nương tựa tăng bảo.
Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Rồi cái này là đú tí văn bí. Đú tí văn bí tức là lần thứ hai, tương tự như vậy. Bhutan Saranang Gacchami, con đi đến nương tựa Đức Phật. Thammang Saranang Gacchami, con đi đến nương tựa Đức Pháp. Sangang Saranang Gacchami, con đi đến nương tựa Đức Tăng. Ta tí văn bí lần thứ ba. Ta tí văn bí là lần thứ ba. Đó, lần thứ nhì, lần thứ ta tí văn bí Putang Saranang Gacchami, con đi đến nương tựa Đức Phật. Thammang Saranang Gacchami, con đi đến nương tựa Đức Pháp. Sangang Saranang Gacchami, con đi đến nương tựa Đức Tăng. Như vậy là ba lần. Tại sao không phải một lần, không phải hai lần, không phải bốn lần mà lại ba lần? Vân An, con hiểu làm sao? Dạ mô Phật, con bạch sư là con nghĩ là ba lần để nó ghi dấu ấn trong tâm. Mình làm gì cũng ba lần để mình nhớ. Ba lần để thể hiện sự thành tâm, sự quyết tâm và chắc chắn. Dạ. Lần đầu đôi khi lần thứ hai mình còn thay đổi, nhưng ba lần là không còn thay đổi nữa, là chắc chắn luôn. Nên là trong luật á, khi hỏi ba lần, lần thứ tôi xin hỏi các vị có thanh tịnh không, là hỏi ba lần để làm chi. Lần đầu tiên đôi khi mình chưa chú tâm, lần thứ hai là nằm mạnh hơn tí là nó để tâm vào một chút và mình có thành tâm hơn, lần thứ ba là chắc chắn vững vàng. Thì đây là nghĩa ha, cách đọc và nghĩa. Rồi tiếp theo là theo truyền thống Bali, Phật giáo Nam truyền, thì các vị người ta thọ trì giới bằng bằng tiếng Bali. Bây giờ chúng ta đọc nha. Ngữ vận thì mình đã có đây rồi ha. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Ở đây mình không thấy chữ á hăng là chủ từ, nhưng mình nhìn vào chủ từ động từ à mí là mình biết là chủ từ là á hăng. Ngữ pháp Pali là vậy ha. Panatipada thì chúng ta nhìn nào nè, pana là sự sống, pana, rồi atipata là giết, cướp, lấy đi mạng sống, lấy đi cái sự sống, tức là sao? Giết. Veramani, ngữ pháp đây, Veramani thì là sự tránh xa. Sikkhapadang là điều luật giới học, điều giới học. Samadhiyami thì là tí này đổi thành à mí là con, à mí là con á, là con vân giữ, con xin thọ trì. Thì đây, con xin vân giữ hay là điều học hay là giới học, là cái thì chúng ta thấy có cái tác ý, có cái tác ý nó hay lắm. Tác ý nó đang cắn mình đi, nó đang đậu lên nó cắn mình, tay mình đập một cái là có cố ý, có chủ ý để giết nó. Nhưng mà giả dụ mình không thấy con muỗi mình đi, mình quơ tay hoặc là mình va chạm nó chết, thì mình không có cố ý, mình không có tồi sát hôm nay. Mặc dù con muỗi nó chết nhưng không có cái cố ý, không có cái tác ý của nó, nên nó không thành là tội sát sanh. Rồi ví dụ như mình thấy con muỗi nó cắn gì nhưng mà mình cố ý mình phủi nó đi, tức là mình phóng sanh, mình tha cho nó đó. Thì có trong cái tội, trong cái lỗi á, thì nó phải là có cái cố ý giết thì mới mang hình thành. Thì câu chuyện này có một vị tỳ kheo, chúng ta nhớ một vị tỳ kheo trong kinh Đức Phật á, thì vị này là một trưởng lão mà ngày nào mà bị mù á, bị mắt mờ mà mù á, thì mà khi quên là ca chuyên viên phải không, là ca chuyên viên hay ngày phú lâu nay gì đó quên rồi, tức là ngài là thánh a la hán rồi,
Thì khi từ khi sau mùa an cư về thì Ngài cũng cùng với các đệ tử đi về đảnh lễ Đức Phật. À, và khi các vị tỳ kheo phương xa đến thì cũng nghe Ngài trưởng bậc trưởng lão thì cũng đến trước đảnh lễ Phật và sau cũng đến viếng thăm cái cu ti, cái nơi, cái phòng của vị này. Thì sáng hôm đó thì Ngài cũng thiền hành, các vị thánh tăng cũng như các vị trưởng lão hay đi thiền hành, mà bữa đó là mưa, có những cái con giống như mà mình cái con gì mà nó đậu trên đèn á mà nó rớt xuống á, con gì á, con mối bay á, con kiến bay á. Thì Ngài đâu có thấy rõ, Ngài đi ban sáng 3, 4, 5, 6 giờ sáng mờ mờ, và Ngài đạp những cái xác nó nằm trên đó nó chết. Thì mấy vị tỳ kheo, tân tỳ kheo trẻ mà đến đảnh lễ mà nói có Ngài trưởng lão đến viếng đảnh lễ thì thấy những con xác trên cái phía trước cái con đường đi như vậy. Thì mới hỏi cái vị đệ tử của Ngài là hồi sáng nay ai đi thiền hành, nó dạ sư phụ con. Thì các vị tỳ kheo mới bất mãn, mới nói Ngài là thánh tăng A-la-hán mà Ngài đi, Ngài đạp những cái con côn trùng nó chết với chân Ngài, những dấu chân vậy. Mà nói Ngài bị cũng như Ngài phạm vào sân sát sanh. Không thấy những cái con mà nó bay nó rớt xuống đó, Ngài đi, Ngài không thấy Ngài đạp. Thì là lên bạch với Phật. Thì Đức Phật mới nói, mới hỏi xa lúc này Ngài đi Ngài có thấy không, Ngài không thấy, mà Ngài có cố ý với không, Ngài nói Ngài không cố, mà Ngài Đức Phật hỏi là để xác định lại thôi, chứ còn Ngài đã biết rõ là Ngài này thánh A-la-hán rồi, đâu có còn sát sanh. Thì Đức Phật mới tuyên bố là Ngài này không có phạm vào tội sát sanh. Thứ nhất là bậc thánh A-la-hán đã trong sạch hoàn toàn, không còn một cái tâm sát hại. Khi tâm sát hại là cái người đó có một cái hành động sát đó, mang tính sân, phải có sân trong đó mới giết được chúng sanh. Nên là Đức Phật đã nói vị này em có phạm giới là phải có từ sự cố ý trong đây. Rồi như vậy thì sự sát sanh mà khi cố nhưng mà có con chết cũng không có mang cái tội sát luôn, ngứa đau nhức qua cái cổ lấy cái... Mà đi già mí phải có chữ cổ là tránh xa, mà có cái tâm có tác ý mà là dạ con cảm ơn đi sư, chúc mọi sự an lành.